Vai ki chân đập xuống tình, kiên trì nỗ lực tự mình thoát ra, sa môn chánh niệm làm đà, kiên trì nỗ lực nhảy xa khổ đồ. Vai ki chân bị sa lầy, kiên trì nỗ lực thoát ngay khỏi sinh, sa môn chánh niệm giữ mình, kiên trì nỗ lực khổ sinh bước ngoài. Vở thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính mời đạo hữu An Nhiên ạ. Dạ, kính mời đạo hữu ạ. Dạ, con kính lĩnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lĩnh lễ ân đức Phật, ân đức, con kính lĩnh lễ ân đức Pháp, con kính lĩnh lễ ân đức Tăng, con kính chào quý sư, con kính chào quý cô tu nữ, và con kính chào quý anh chị cô chú trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài kinh Pháp Cú 327. Abba Mada Ratta Ho Tha Satit Satchita Maru Rakhatha Dunga Uthara Tha Tanang Banke Sanowa Kancharo Kuncharo Abba Mada Ratta Ho Tha Satchitam Satchita Ma Rất khá thá đùn gà út thá rá thát tà nặng banh kê xanh nô hoa cuồn cha rô. Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị sa lầy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Voi kia chân ngập xuống sình, kiên trì nỗ lực tự mình thoát ra, sa môn chánh niệm làm đà, kiên trì nỗ lực nhảy xa khổ đồ. Voi kia chân bị sa lầy, kiên trì nỗ lực thoát ngay khỏi sình, sa môn chánh niệm giữ mình, kiên trì nỗ lực khổ sinh bước ngoài. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin kính tri ân với cô. Dạ, con xuống mít. Dạ, sa thu lần tài hữu anh nhân. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ với Đại Đức Tăng Chẳng Đạo Tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể kinh Pháp Cú số 327. Dạ, cảm ơn các đạo cho biết nghe rõ. Appamadarata hotha sacitta manurakhata dukkha uttharatha tanang panke sanova kuncharo. Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị sa lầy. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Voi kia chân ngập xuống sình, kiên trì nỗ lực tự mình thoát ra, sa môn chánh niệm làm đà, kiên trì nỗ lực nhảy xa khổ đồ. Voi kia chân bị sa lầy, kiên trì nỗ lực thoát ngay khỏi sình, sa môn chánh niệm giữ mình, kiên trì nỗ lực khổ sinh bước ngoài. Dạ, Nam Mô Phật Thầy Gia, con vừa đã kể xong bài kinh Pháp Cú số 227. Và sau đây con xin được thay mặt đại chúng trong room để cung thỉnh Pháp Sư. Brahmacaroka thi pati saham pati katan yari anthi varang ayajatha santitha sattapriyakha chatika te setu Thammang anukampimang vachang. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi,
quyết lòng mở đạo dây đời, nhắm vườn lộc ca giá ngày rời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ gia vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng chí chi vẹn toàn. Nam mô Phật Thầy Giá, thay mặt đại chúng trong rùm, con xin được thành kính cùng thỉnh đại đức Minh Hạnh từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh Pháp Cú số 328. Nam mô Phật Thầy Giá, dạ con xin được thành kính cùng thỉnh đại đức Tịnh Đạt. Dạ, Nam mô Thầy Giá, kính đánh lễ chư đại đức tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong đạo tràng diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh được rõ. Và bây giờ để bắt đầu vào cái buổi học ngày hôm nay thì kính cung thỉnh chư tăng và mời quý vị chúng ta cùng hướng về Tam Bảo làm lễ hạnh lễ tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadhemi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho Sangkhang Namami. Dạ, kính mạch chư tăng và kính thưa toàn thể đại chúng ở trong diễn đàn Kinh Pháp Cú chuyên đề. Hôm nay chúng ta học câu kệ ngôn. Câu kệ ngôn số 328. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 328 trên 423 câu. Và dạ, câu kệ ngôn số 328 thuộc phẩm Voi Nagawakko. Nội dung của câu kệ ngôn 328 như sau: Sacce lappe tha nipakang sahayang sathin charang satu viharithirang Apipiya sapani parisayani charayata tenata mano satima. Nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Bản dịch của ngài Hòa thượng Minh Châu. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ, sống tốt lành làm người đồng hành, thì sau khi vượt qua mọi hiểm nạn, có thể đi với người này một cách hoan hỷ có niệm. Bản dịch Măng Xuôi của ngài Indra Chanda Chánh Thân. Và cũng như thường lệ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần 1, đó là phần ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú. Và hôm nay là câu kệ ngôn Pháp Cú số 328. Câu đầu tiên đó là Sacce lappe tha nipakang sahayang.
Sacce la pheta nipakang sahayam. Sacce, nếu. Sacce có nghĩa là nếu. La pheta có nghĩa là nên đạt được. Nên đạt được hay là có thể đạt được. La phê thác Nipakang là sự khôn ngoan, sự khôn ngoan. Sahayan có nghĩa là người bạn. Sahayan có nghĩa là người bạn. Và chúng ta đi vào câu thứ hai. Sathin cha răng sa tu vi ha ri thi răng. Sathin cha răng sa tu vi ha ri thi năng thi răng. Sathin có nghĩa là cùng với. Cái từ này giống như là một cái giới từ. Đi với ai, đi cùng với ai. Charanta, charang đó là sự đi. Ở đây có nghĩa là sống nữa thưa quý vị. Charanta, charantang, charang. Và từ kế tiếp là từ sa thu vi ha ri thi răng. Từ này là một cái từ từ ghép. Từ này là một cái từ ghép. Ghép bởi cái từ sa thu vi ha ri và thi ra. Mình phân tích từng chữ có nghĩa đó là sa thú là tốt lành, quý ha ri hay là quý ha ri là cái việc sinh sống, thi ra là người trí tuệ, người thông minh. Cái từ ghép này được có nghĩa là người trí có sự sống tốt lành, có cái hạnh sống tốt á. Sa thú vi ha ri ha thi răng. Và chúng ta đi vào câu thứ 3. Api uviya sapani parisayani. Api uviya sapani parisayani. Thi phía là sau khi vượt qua. Sau khi vượt qua. Sapani, tất cả. Sapani, chữ sapani này chia theo cái từ parisayani. Parisayani đó là những cái hiểm nguy, danh từ trung tánh, cho nên sappa, sappa cũng phải được chia theo trung tánh là sappani, số nhiều. Sappani parisayani, tất cả những cái hiểm nguy, apipiya đã vượt qua. Và chúng ta đi vào câu cuối cùng là charaya te natta manosatima. Charaya te natta manosatima. Charaya là nên sống. Nó có cùng với lại cái từ charang đó, charang charata. Hay là nên sống hay nên đi, nó có hai nghĩa. Te natta mano được sanh thí bởi luật sanh thí đó là te natta mano. Nếu chúng ta quen khi mà nhìn ra hoặc là thấy được cái điểm
sanh thí của từ Pali Tena cộng với đề Atamano. Chứ không là Tenatamano thì chúng ta tra từ điển nó không có ra. Tena là người ấy, với người ấy, chia cách thứ ba. Atamano là sự hoan hỷ. Atamano, sự hoan hỷ. Satima là có niệm. Satima là có niệm. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi qua bước đầu tiên sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 328. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 328 như sau: Sa che la phe tha ni pa kang sa ha yang sa thinh cha rang sa thu vi ha ri thi rang api phiya sa pa ni parisayani cha rai ya te na ta mo sa ti ma. Nếu được bạn hiền trí đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Hoặc là câu phổ thơ của ngài Di Đức: Ra đi trên bước đường đời, gặp được thiện trí đáng người làm quen, học chân thật, học diệu hiền, kết bằng vui sống vượt qua hiểm nguy, vượt miền hiểm nguy, xa xăm vạn dặm độc hành, kết bạn thiện sĩ phúc lành lẫm thai, học tâm học trí đủ đầy, an vui chánh niệm, vượt ngay hiểm nghèo. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái phần bài học về duyên sự, cũng như tại sao Đức Phật ngài lại nói lên cái câu kệ ngôn này. Và phải nói là một rất là đắt giá để mà chúng ta hiểu được cái câu kệ ngôn pháp cú này. Nếu cái phần duyên sự bị lược đi, bị bỏ qua, không được tìm hiểu, thì cái câu kệ ngôn pháp cú đã giảm mất đi cái giá trị, chỉ có mang cái giá trị về cái mặt ý lý nghĩa, lý kinh và cái lý tu. Còn cái bài học thực tế tại sao mà Đức Phật ngài nói lên cái câu kệ ngôn này, đó là một cái bài học mà chúng ta có thể rút được kinh nghiệm từ bản thân mình và áp dụng được trong cái đời sống. Thưa quý vị, thì câu kệ ngôn pháp cú 328 này có cùng cái nội dung, cùng cái duyên sự với câu kệ ngôn 329 và 330. Tức là khi mà Đức Phật ngài đề cập đến cái duyên sự này và kết thúc cái câu chuyện, ngài đã đúc kết lại bằng ba cái câu kệ ngôn 328, 329 và 330. Trong chú giải kinh pháp cú thì sẽ sắp xếp theo từng cái câu chuyện, và cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta được tìm hiểu đó là câu chuyện liên quan đến các vị tỳ khưu San Pahula Bhikkhu, chuyện các vị tỳ khưu, và cụ thể hơn đó là nhóm các vị tỳ khưu thuộc xứ Kosambi. Cái câu chuyện này đã được nhắc đến trong câu pháp cú phẩm sống yếu rồi, nhưng mà lúc đó thì là khởi đầu câu chuyện, và cái nhóm câu kệ ngôn pháp cú này là những cái lúc cũng cùng những cái nhân vật, nhưng mà đã là kết thúc cái câu chuyện. Cái câu chuyện nhóm các vị tỳ khưu ở Kosambi có cái sự tranh cãi, xích mích, dẫn đến bất hòa giữa chung chư tăng, rồi đến các hàng cư sĩ hộ độ và ngay cả chư thiên. Cái sự xích mích đó giữa các nhóm chư tăng có cái sự binh vực này của mình, một bên đó là luật sư, một bên là các vị pháp sư. Thì do cái sự binh vực
của hai nhóm tỳ kheo Kosambi thì đã dẫn đến một cái sự không có vui vẻ ở trong tăng chúng sống cùng một cái nơi như vậy. Và Đức Phật Ngài cũng đã dùng có nhiều cái cách để mà hòa giải, nhưng các vị này do bị cái phiền não chi phối quá nặng, bởi vì chi phối bởi cái tập thể, bởi một cái tập thể giận hờn nhau. Một cá nhân á, thì có thể dễ dàng dàn xếp tự người trong cuộc cũng tự thể dàn xếp được, hoặc là xích mích với nhau bởi một nhóm vài người á, thì cũng có thể tự dàn xếp với nhau được. Nhưng thưa quý vị, cái sự xích mích này nó dẫn đến nói xấu lẫn nhau, rồi không có sinh hoạt chung lẫn nhau, mà chia hẳn ra những cái nhóm lớn. Và ngay cả người cư sĩ hộ độ đến chùa họ cũng có cái sự chia rẽ, thì khó lòng nào mà có thể dàn xếp một sớm một chiều. Cho nên Đức Phật Ngài đã chọn cái cách đó là Ngài nhập hạ ở một cái nơi mà cách xa cái chư tăng, là cái chỗ trú ngụ mà không có cái nhiều cái sự quan hỷ như nhau. Như vậy Đức Phật Ngài đã ra đi vào một cái khu rừng, và cái khu rừng này ở nằm cạnh cái làng Parilayaka. Khu rừng này là khu rừng Rakhita, và ở trong chú giải thì ghi là khu rừng này được đặt tên bởi do là con voi có tên là Parilayaka. Chỗ thì là Parilayaka, có chỗ thì là Palilayaka. Ở trong từ điển, quyển từ điển Pali Proponem thì không có ghi là Pali, mà chỉ tìm được đó là Parir, Parilayaka. Trong cái quyển từ điển đó thì đã nói rằng cái việc mà đặt tên đó là do ảnh hưởng của con voi tên là Parilayaka. Nhưng thực sự ra thì có thể hiểu rằng cái cánh rừng này nằm cạnh một cái khu làng, một khu làng gần Kosambi, thì và con voi, có thể hiểu ngược lại, con voi được đặt tên con voi chúa mà phục vụ Đức Phật trong suốt 3 tháng hạ đó, con voi nó cũng có cái hữu duyên với Đức Phật, và đã giống như là một thị giả chăm sóc Ngài rất là tận tình đáo suốt 3 tháng hạ. Thì con voi này được mình có thể mình hiểu đó là được gọi theo cái khu rừng đó, giống như con voi sống ở trong cánh rừng đó hoặc là gần khu làng đó, Parilayaka. Và con voi này hữu tình hữu duyên với Đức Phật ở trong 3 tháng hạ đó, và nó có sự quyến luyến. Khi Đức Phật Ngài về đó, Ngài ra đi, Ngài không còn sống ở đó nữa, thì con voi nó cũng không có tiếp tục không quay về đàn, mà do là nó bị vỡ tim, nó chết và được tái sanh về cõi trời Pamipa, Tao Có Tiên Sa. Cái câu chuyện trong nhóm câu pháp cú này thì không có đặt nhấn mạnh về cái lý do tại sao Đức Phật Ngài vào trong khu rừng, và cũng không đề cập đến cái sự xích mích nhau của nhóm các vị tỳ khu Kosambi. Do vì là ở phần kết thúc của câu chuyện, kết thúc cái sự xích mích với nhau sau khi Đức Phật Ngài đã đi nhập hạ ở nơi khác như vậy đó, thì các vị chư tăng ở cố xứ Kosambi vẫn tiếp tục xích mích trong 3 tháng hạ. Nhưng mà thưa quý vị rằng khi mà có cái sự xích mích như vậy đó, ban đầu thì những cái người đệ tử mình có thể nói là đệ tử ruột đó, những cái người đệ tử mà cư với họ cũng phân chia làm hai nhóm để mà binh vực những vị thầy của mình đó. Mà sau một cái thời gian họ cũng chán nản, họ cũng ngán ngẩm. Thưa quý vị thử tưởng tượng ở trong một ngôi chùa
mà các vị xuất gia lại không có hòa thuận với nhau, thì các vị Phật tử thật sự ra thì ban đầu thì họ còn tìm cách này cách nọ, hoặc là họ cũng cố gắng để mà hộ độ chư tăng, dù sao thì cũng là những bậc xuất gia. Nhưng mà thử tưởng tượng mình hộ độ, nhưng mà nhìn vào cái chùa, trước khi đến chùa hoặc là bước chân vào chùa, mình cảm thấy một cái không khí cũng ảm đạm, không có chi là muốn đến chùa thường xuyên. Rồi từ đó thì các cư sĩ cũng giảm cái thời gian đến chùa, giảm bớt cái sự tín tâm hộ độ. Và khi mà các vị cô Sâm Bi này nhận ra vấn đề đó, là cái sự xích mích này nó mang lại một cái tai hại rất là to lớn, không có hòa thuận ở trong chư tăng, trong chùa, và Đức Phật không có nhập hạ cùng với chư tăng, cũng xem như là các vị này do cái phiền não, do cái sự xích mích mà đánh mất cái cơ hội thực hành giáo pháp, thực hành để nghe giáo pháp từ Đức Phật trong suốt 3 tháng hà, một cái cơ hội quá lớn để mà tu tiến ở trong Phật pháp. Và đồng thời đó thì dần dần Phật tử họ cũng lánh xa, họ cũng lười đi đến chùa. Thì khi các vị tỳ khưu đó, các vị sư đó nhận ra vấn đề đó, thì bắt đầu mới có cái sự nhận lỗi, có cái sự qua lại, nói chuyện, và mỗi bên đều lùi một bước, đều xuống nước. Thì cái sự hòa hợp đó lại trở lên vui vẻ, và các vị đó hẹn với nhau, chúng ta hãy đi đến nơi mà Đức Phật Ngài đang nhập hạ, để mà thỉnh Đức Phật quay về, và cũng như là thỉnh tội với Đức Phật. Thì các vị này cùng với những cái người cư sĩ đi đến gặp Ngài Ananda là thị giả của Đức Phật, để mà hỏi cái nơi mà Đức Phật Ngài ngự, Ngài ở, và thỉnh ý để Đức Ananda, để mà thỉnh Đức Phật về. Bắt đầu thì Ananda ngồi, Ngài còn do dự, Ngài còn chần chừ, nhưng do cái thành tâm thành ý của các vị này nên Ngài Ananda đã hướng dẫn. Ở trong đây thì ghi là một cái đoàn chư tăng 500 vị, và một số lượng 500 vị thì rất là lớn, cùng tháp tùng để mà đi đến nơi Phật ngự. Và khi mà đến cái bìa rừng đó, thì Ngài Ananda nghĩ rằng nếu đồng thời các vị tỳ khưu cùng đến thỉnh an Đức Phật đó, thì sẽ tạo ra một cái không khí nó không có tốt, và chưa biết rằng Đức Phật Ngài sau cái thời gian 3 tháng an cư như vậy cách biệt chư tăng thì ý Đức Phật Ngài như thế nào. Cho nên Đức Ananda đã sắp xếp cho các vị tỳ khưu 500 vị ở lại bìa rừng, còn một mình Ngài thì vào gặp Đức Phật trước. Khi mà vào trong gặp Đức Phật thì Đức Phật Ngài mới hỏi và biết rằng có một nhóm các vị tỳ khưu 500 vị đang đợi để gặp Đức Phật. Và không biết các quý vị còn nghe được âm thanh tốt hay không ạ? Tại vì đang dùng wifi của chùa. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì khi Đức Phật Ngài cho phép Ngài Ananda cho 500 vị tỳ khưu vào để diện kiến đó, thì các vị này đã trình lên cái sự sám hối của mình về cái lỗi lầm trong cái thời gian vừa qua, và bây giờ đã nhận ra cái lỗi, đến thỉnh Đức Phật tha thứ và thỉnh Đức Phật Ngài quay về chùa để mà tiếp tục hướng dẫn chư tăng. Thì lúc đó thì Đức Phật Ngài đã dùng nhiều cách để mà thuyết pháp khích lệ sắc tấn cho các vị tỳ kheo. Thì trong khi đó thuyết pháp sắp tấn cho các vị tỳ kheo thì đã nói lên 3 cái câu kệ ngôn 328, 329 và 330. Ý nghĩa của các câu kệ ngôn này, Đức Phật Ngài muốn nhấn mạnh về cái việc đó là một người bạn lành,
một người bạn lành đáng được thân cận, sống chung, gần gũi, chào đón, hỏi thăm, đáng được quan tâm. Và không có liên quan, không có giao thiệp với những người không được gọi là bạn lành. Thì lúc này sau khi nghe Đức Phật Ngài đã sắp tấn khích lệ, dùng mọi cách để mà giải thích cái việc tình bạn, cái sự hòa, cái sự thân cận, thì nhóm 500 vị tỳ kheo này đã học được cái bài học rất là quý giá. Và trong cái sự hoan hỷ tính thành nghe lời Đức Phật Ngài dạy đó, thì các vị đã chứng được cái quả vị thánh vô học, tức là chứng được quả vị thánh A-la-hán, không còn cái phiền não nữa, không còn tái sanh nữa. Quả thật là một cái kết quả rất là đáng giá cho 100 vị tỳ kheo đã học được cái bài học. Thưa quý vị, thì đó là cái duyên sự của nhóm câu pháp cú 3 câu mà chúng ta sẽ được học những cái lớp học buổi học sau. Ở ở trong cái duyên sự này thì chúng ta cũng được nghe nhiều về cái việc mà các vị tỳ kheo có cái sự xích mích với nhau và thỉnh sám hối với Đức Phật. Có một lần một quý vị sư bạn khi mà kể đến câu chuyện này thì lại phát biểu một cách rất là vô tư, tức là Đức Phật là một cái vị không có còn phiền não, không có cái sự giận hờn, giống như là chư tăng mà dạy không có được đó, Đức Phật Ngài giận Ngài bỏ đi. Thì theo lý thường là chúng ta sẽ nói như vậy, giống như một vị trụ trì ở chùa đó, mà bây giờ chúng ở trong chùa có cái sự xích mích mà cái vị trụ trì lại không có cái sự dàn xếp được và sống chung với cái sự xích mích của chúng đó, thì cái vị trụ trì lại cảm thấy không có được cái sự an vui, mà cuối cùng cái vị trụ trì lại tìm một cái chú xứ tốt, chú xứ độc cư để mà nhập thất để mà tu hành. Thì mình có thể nói là các cái vị trụ trì đó hoặc là cái vị hòa thượng đó không có vui lòng với chúng ở trong chùa. Nhưng mà Đức Phật thì chúng ta không thể nào nói là Đức Phật Ngài không có vui lòng, Ngài không có vừa lòng, hay là Ngài giận các vị tỳ khưu đó bỏ đi qua khu rừng Parijaka. Thì cái vị sư bạn đó khi mà kể đến câu chuyện này thì các vị sư bạn nói: con cũng không biết làm sao, lúc đó con cũng không hiểu Đức Phật nghĩ làm sao mà Đức Phật lại bỏ các vị tỳ khưu Kosambi vào rừng Parijaka. Một câu nói rất là vô tư, và cái câu nói thì cũng rất là lâu rồi, cũng cả khoảng mười mấy năm rồi, lúc đó cũng còn nhỏ, cho nên nói là Đức Phật này cũng con không hiểu Đức Phật nghĩ làm sao rồi đi nhập hạ ở nơi khác. Thưa quý vị, rằng đó cũng là một cái cách mà Đức Phật Ngài muốn chư tăng tự nhận lấy cái lỗi của mình. Đức Phật không phải là người luôn luôn lúc nào cũng đứng ra để mà dàn xếp. Cái này thì ở trong lúc mà dạy những cái vị sư sê di chú tiểu đó, hoặc là quý vị có con cái đó, quý vị sẽ thấy là những cái cách dạy này chúng ta có thể áp dụng được. Có những cái lỗi là chúng ta phải nói trước để cho những người nhỏ, những người chưa biết hay là con cháu biết được mà tránh. Có những cái lỗi đó là chúng ta phải la sao, tức là khi nó phạm rồi đó, khi nó phạm lỗi thì chúng ta mới rầy. Còn những cái lỗi đó là chúng ta cũng không có la trước, cũng không có báo trước, mà chúng ta cũng không có rầy, chúng ta giữ im lặng. Chúng ta giữ im lặng. Thì cái giữ im lặng này không phải là chúng ta bỏ mặc, mà là cho đứa bé đó, hoặc là cái người còn chưa có hiểu biết nông nổi đó,
cái người mà ham lý sự, hoặc là cái người mà luôn luôn lúc nào cũng cho ta là đúng, khi mà nhận được ra cái lỗi lầm thật sự của mình đó, thì lúc đó mới dạy được thưa quý vị. Chứ không phải hẳn lúc nào chúng ta cũng phải dùng nhiều cái cách, nhiều cái cách dụ dỗ hay là cách giải thích để mà giúp cho cái người đó nhận ra cái lỗi, mà là dùng cách im lặng. Và trong Phật giáo có một cái cách phạt khi mà chư tăng phạm lỗi dạy không được đó, là cái cách là phạt phạt phạm đàn đó, tức là phạt cái lỗi mà chư tăng không đối hoài tới. Những lúc vị đó nói chuyện, chư tăng lánh mặt không có tiếp chuyện. Những lúc vị đó muốn làm các công quả trong chùa, chẳng hạn như là quét sân, thì các cái vị chư tăng á, lại quét lại cái sân đó. Các cái vị đang bị phạt muốn lao cái nhà chánh điện hay là cái chai đường, thì các vị chư tăng còn lại lại lao cái chánh điện đó, hay lao cái chai đường đó một lần nữa, giống như là không có mặt của cái vị đó, cái vị đang bị phạm, làm như là không có cái sự tồn tại của cái vị đó. Phạt cái cách đó là không có nói chuyện, không tiếp xúc, và giúp cho cái vị này phải tự mình nhận ra cái lỗi lầm của mình, chứ không phải lúc nào cũng phải chư tăng hay là các vị trụ trì hay là các vị thầy phải dạy, phải nhắc, phải như thế này như thế kia. Mà một cái cách im lặng cũng là một cái cách dạy rất là hữu hiệu, hữu hiệu. Đây là một cái bài học mà chúng ta có thể rút ra được. Yeah. Và nói về cái bạn hữu ở trong cuộc đời này á, chúng ta nói về xã hội trước. Khi mà còn ở nhà thì chúng ta sẽ nương tựa vào gia đình, vào cha mẹ, anh chị, hoặc là bà, hoặc là bà con. Nhưng mà khi mà lớn lên á, thì chúng ta cần phải có cái mối giao thiệp, kết bạn. Và cái người làm cha mẹ bậc phụ huynh, những ông bà đó, thì chúng ta rất là nặng cái trách nhiệm là sao, làm sao để hướng dẫn, dạy cho con, cho cháu mình biết được cái cách để mà giao thiệp, kết bạn bè cho nó có lợi ích. Đó là cái trách nhiệm của người lớn. Ở trong xã hội chúng ta sống thì rất là muôn màu muôn vẻ, mỗi kiểu người thì nhiều hạng người khác nhau. Và khi mà một cái người mới trưởng thành đó bước vào đời thì còn non nớt kinh nghiệm thì không thể nào lường trước được cái bước đường mà dò dẫm đi vào trong cái trường đời. Và những cái kiến thức đó, những cái mà đánh giá, những cái khả năng, thì người làm cha, làm mẹ, hoặc là người làm ông, bà, phụ huynh, những người có kinh nghiệm, phải là những người hướng dẫn, chỉ bảo. Chứ nếu không thì một cái người trưởng thành nó rất là vất vả khi mà phải đi vào đời, vào trong xã hội này. Ở trong Phật giáo thì Đức Phật này cũng có dạy nhiều cái cách để mà định nghĩa thế nào là cái người bạn tốt, cái người bạn lành, và thế nào là cái người bạn không tốt, không lành, không nên giao du, không nên kết bạn. Quý vị nghĩ chúng ta sống ở trong cuộc đời này chúng ta cần bạn không ạ? Phải nói là rất là cần rất là nhiều. Khi chúng ta cần bạn á, có nhiều cái mục đích.
người cần bạn để tâm sự, người cần bạn để mà chia sẻ công việc, người cần bạn để mà nhờ vả trong cái lúc hữu sự, người cần bạn để mà có thể lợi dụng, vân vân. Cho nên phải nói là kết giao hay tìm được một người bạn lành, một cái người bạn không có cái sự lợi dụng, hay là một người bạn hoàn hảo thì phải nói thật là khó. Và khi mà chúng ta tìm được như vậy thì quả là một người rất là hạnh phúc. Hạnh phúc hơn cả là chúng ta tìm được một cái của quý. Bởi vì ngoài những cái tình cảm thiêng liêng gia đình, cha mẹ, ông bà, hoặc là tình cảm vợ chồng, con cái, thì cái tình bạn, có nhiều khi những chuyện mà chúng ta khó giải bài đối với gia đình, nhưng mà người bạn tri âm tri kỷ đó có thể giúp ta vượt qua những cái khó khăn đó, có thể lắng nghe, có thể chia sẻ, phải nói là một cái tình bạn. Và thường thì cái tình bạn rất là dễ bị lợi dụng, rất là dễ bị lợi dụng, nhất là những người mà có công ăn việc làm, sự nghiệp, có địa vị. Cho nên quý vị thấy là những người giàu, những người có địa vị, người ta có cái khổ, có cái khổ. Và cái khổ này, cái người mà thiếu điều kiện không hiểu được. Cái người mà có điều kiện sống đó, có cái địa vị cao, có tiền tài nhiều đó, nhiều khi những người đến làm quen kết bạn đó, họ luôn luôn lúc nào cũng phòng bị đó. Luôn luôn lúc nào cũng nghĩ người này có thật lòng với mình hay không, hay là kết bạn, kết giao vì cái tài sản này, vì mình là người giàu có, hoặc là vì là mình có địa vị. Họ khổ lắm. Cho nên họ phải thử thách nhiều thứ, và họ phải trải qua nhiều hoạn nạn mới tìm được một cái người bạn phải nói là kỹ. Và ngay cả cái việc mà cái người bạn sinh tử, nhưng mà đối diện với một cái lợi ích lớn lao, hoặc là đối diện với một cái sự khiếp sợ về cái tính mạng, thì cái bạn sinh tử chi giao đó nhiều khi cũng không thể nào giữ được, không thông nào giữ được cái tấm chân tình đó mà có thể bán đứng bạn bè. Cho nên thật sự ra tìm được một người bạn có thể trải lòng được đó, thưa quý vị, chắc ở cuộc đời này mình tìm được nửa người hoặc là một người thôi, chứ không ra hai đến ba người đâu. Và cái người mà có thể trải lòng được đó, mình có thể mình trải lòng được đó, là mình phải rất là tin tưởng. Mà có một điều hơi nghịch lòng, hơi nghịch chút xíu thế này, tức là mình á thì mình muốn tìm được người bạn hiểu mình, nhưng mà mình lại là không phải là một người bạn tốt để mà cái người đó có thể gửi gắm được, thì đó là một cái sự hơi ngược đời tí xíu. Cho nên một cái phần không kém quan trọng đó là làm sao phải hoàn thiện bản thân mình trước. Trước khi mình tìm được một cái người bạn lành, một cái người phải nói là khó tìm trên đời đó, thì mình hãy là cái người đó trước. Mình hãy là một cái người hoàn thiện trước. Mình hãy là một cái người luôn luôn giữ kín cái thông tin bí mật, một người biết lắng nghe, một người biết chia sẻ cái khó khăn, gian nan, hoạn nạn, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm được một cái người như mình, giống như là bạn lành với nhau. Ở trong Phật giáo thì chúng ta có được cái tình pháp lữ, tức là cùng chung hiểu, cùng chung học, cùng chung thực hành cái giáo pháp của Đức Phật, thì đủ duyên. Thì
chúng ta gọi là bạn đạo. Bạn đạo, cho nên bạn đồng xét nhiều cái khía cạnh. Chúng ta là bạn đạo thì chúng ta tu hành, làm thiện, làm cái công đức chung, quan hệ chung. Nhưng mà bạn đạo đừng bao giờ dính vào cái bạn đời. Chúng ta đừng có lấy bạn đạo mà chúng ta ghép vào cái bạn ở ngoài đời đó, để mà sử dụng chung một cái tình bạn. Điều đó rất là tai hại và nguy hiểm. Bởi vì có nhiều trường hợp các bạn đạo đi chùa cùng nhau nghe pháp, cùng nhau học đạo, nhưng mà khi mà ra ngoài cuộc sống xã hội đó thì nghĩ là bạn đạo với nhau thì giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mà thực sự cái con người xã hội thì nó nhiều cái vô hình vạn tướng, cho nên lúc này lúc khác đi chùa thì rất là hiền, nghe pháp thì rất là ngoan, nhưng mà ra ngoài xã hội thì không ai biết được. Nhưng mà lấy cái tình bạn đạo mà đối xử cái tình bạn đời, rồi giúp đỡ, rồi tiếp xúc giao du, kết bạn tâm sự, nhưng mà tha ngôi khi mà cái người bạn đạo đó sống quá nhiều với cái tình bạn đời và lợi dụng cái tình bạn đời để mà lợi dụng cái tình bạn đạo để mà vun đắp cái cuộc sống đời thường đó, thì cái người giúp đỡ đó bị thất vọng, bị phải nói là một cái cú rất là nặng. Và cái cơn sốc đó nó phát sinh từ cái việc đó là bạn đạo với nhau. Và cái cơn sốc đó có thể dẫn đến một cái nguy hiểm, đó là không còn mến đạo nữa. Thì thưa quý vị, cho nên chúng ta dùng cái từ bạn đạo, và cũng cần phải phân biệt bạn đạo là bạn đạo, và cũng là cái người đó, nhưng mà bước ra xã hội trở thành một cái người bạn đời, bạn kết giao, bạn làm ăn thì hoàn toàn khác. Cho nên đừng có bao giờ dùng cái từ bạn đạo, mượn cái từ bạn đạo và vun đắp cho cái con người ngoài xã hội, thì hoàn toàn là chúng ta có thể nhận cái trái đắng thất vọng. Quay lại thì trong cái tình bạn Phật giáo nó có nhiều cái đoạn kinh. Ở đây thì có cái bài kinh trong trường bộ kinh, cái trong trường bộ kinh, kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt, bản dịch của ngài Thích Minh Châu, thì có những cái đoạn kinh về bốn hạng người. Tịnh Đạt xin trích cho quý vị cùng được lắng nghe. Này gia chủ tử, có bốn hạng người phải xem, không phải là bạn dầu cho là bạn. Người vật gì cũng lấy phải được xem, không phải là bạn dầu tự cho là bạn. Người chỉ biết nói dối phải được xem, không phải là bạn dầu tự cho là bạn. Người khéo nịnh hót phải được xem là không phải bạn dầu tự cho là bạn. Người tiêu pha xa xỉ được xem không phải là bạn dầu tự cho là bạn. Này gia chủ, có bốn trường hợp, người vật gì cũng phải cũng lấy. Cái việc này thật sự ra chúng ta cũng có rất là nhiều kinh nghiệm. Cái người mà nói là bạn quen, nhưng mà khi mà gặp chúng ta mặc đồ gì, mặc cái đeo cái túi gì, hoặc là xài sử dụng cái vật liệu gì mà người đó vừa lòng thích ý, mà không chịu cố gắng làm lụng để mà sắm sửa, mà cứ nghĩ là quen biết tình bạn thôi thì xin đi cho rồi, gặp cái gì cũng xin, mà xin không được lấy. Nhiều khi thân quá nghĩ cái gì cũng được thôi, lấy xài, thì cái người bạn nó thật sự ra nó không có bền, đúng gì không có bền, trừ khi là nó có cái tình cảm máu mủ. Mà thật sự ra tình cảm anh em máu mủ mà sử dụng cái cách đó, cũng tình cảm nó cũng không có bền, nó chỉ còn trên hình thức thôi. Cho nên chúng ta cần phải tránh. Đây là những cái cách mà Đức Phật ngài không phải dạy cho chúng ta, chỉ cho chúng ta cái cách để mà tìm bạn, mà là chúng ta có thể hiểu
cái cách, những cái cách này, những cái những cái tính khí này, chúng ta phải nhìn lại bản thân mình và chúng ta phải tự hoàn thiện bản thân mình cho được trở thành một cái người bạn hiền, bạn lành, thì chúng ta biết được là chúng ta tránh được cái tật thói hư, tật cái tật xấu này, gặp gì cũng xin, gặp gì cũng xin. Chúng ta nhớ câu chuyện mà một cái vị trong tiền thân, cái vị đạo sĩ mà tu không được đó, cái con rắn nó hay bò tới ở với lại ông đạo sĩ đó. Mà có con rắn thì nó mến đạo, nó thích người hiền, giống như là cái người có tâm từ, nó không có quản sợ thì nó hay tới lui. Còn đạo sĩ thì ông thấy con rắn thì không biết đọc không đọc, ông thấy con rắn ông cũng ngán, thì không biết cách nào, thì có người mách cho ông cái cách đó là xem con rắn nó có cái viên ngọc đó, có cái gì quý đó, ông xin đó. Giống như là chúng ta bây giờ ta không có muốn kết bạn với ai đó, thật sự đây là một cách rất là hữu hiệu. Quý vị không muốn kết bạn với ai mà chúng ta không có ưa đó, chúng ta thử, chúng ta xem cái món gì mà người đó rất là thích, chúng ta xin. Xin không phải là xin để người đó cho, mà xin để người đó từ chối. Tại vì cái món người ta thích quá thì không thể nào người ta cho được. Xin thử mà xin chừng 3 lần, 5 lần là cái người đó họ không dám tới gặp mình đâu. Thì đó là một cách mà có một cái bài học. Nếu mà mình là cái người xin nhiều đó, thì cái người kia họ sẽ đánh giá, gặp cái gì cũng xin, gặp cái gì cũng mượn, thì cái người kia họ sẽ đánh giá mình không phải là một cái người bạn đáng được kết giao. Và chúng ta rút ra là chúng ta sẽ sửa được cái tật xấu này. Thứ hai đó là cái trường hợp mà hay nói hơn làm, nói dỗi hay nói dỗi hơn làm, có chuyện gì cũng tính được hết á, cái chuyện gì cũng ta đây là thầy bà, cái chuyện gì khi mà đề cập đến cũng có kinh nghiệm đầy mình, bàn là coi như là không sót cái gì hết, nhưng mà cuối cùng thì cái người này toàn là rỗng không. Nói mà cái công việc của họ đó họ làm không có được, cái cuộc sống của họ bê tha, cái đời sống của họ thì nghèo nàn từ cái thể chất đất cho đến tinh thần. Cuối cùng cái lời nói của họ giống như là cái người nói chuyện cho vui thôi, thì cái người này cũng không nên kết giao. Và chúng ta sẽ học được cái bài học là chúng ta đừng có rơi vào cái trường hợp như thế này. Và thứ ba đó là cái người mà nịnh hót. Thì chúng ta biết rồi, cái người nịnh hót thì cái người lúc nào cũng dễ thay lòng đổi dạ, gió chiều nào thì theo chiều đó, gió chiều nào theo chiều đó. Thì cái người nịnh hót là cái người nói có cho có tùng, cho có bè bạn, cho có người để ủng hộ, nhưng mà khi mà chúng ta xa cơ thất thế hoặc là chúng ta gặp hoạn nạn thì cái người nịnh hót liền quay lưng, tại vì không còn gì để mà lợi dụng nữa. Thì chúng ta cũng học được cái bài học là muốn được làm cái người bạn tốt thì chúng ta hãy tránh cái tật xấu này. Và thứ tư đó là cái người hay tiêu pha xa xỉ, cũng không xem là bạn, dù cho là tự cho là bạn. Tiêu pha xa xỉ ở đây là có thi trong cái những cuộc vui, những cái cuộc gặp gỡ họp hội hay tỏ vẻ và tiêu pha trong cái việc đam mê trong cái rượu chè, hay là đi những cái nơi cấm kỵ, những cái nơi ca kỹ cờ bạc, đó là những cái tật hư tật xấu, một cái người hay phung phí cái tài sản không đúng chỗ. Và nếu mà chúng ta là người như vậy thì không có ai mà đi đến tìm người kết bạn hiền lành, không ai đi tìm đến mình đâu, thì chúng ta cũng nên tránh. Và trong khi đó thì Đức Phật Ngài cũng đã dạy bốn hạng người để mà có đức tánh đáng làm bạn, đó là người bạn giúp đỡ,
phải được xem là bạn chân thật. Người bạn chung thủy trong khổ cũng như vui phải được xem là người bạn chân thật. Người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật. Người bạn có tấm lòng thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật. Thì như vậy Đức Phật Ngài cũng trình bày những cái tính cách cho chúng ta biết rằng cái người nào là cái người đáng để chúng ta kết giao, và cái tính khí nào là cái tính khí của một cái người bạn hiền lành, tốt bụng mà chúng ta cũng cần phải sửa chữa, học hỏi, noi gương. Người giúp đỡ bạn bè trong cái hoạn nạn khó khăn, lúc mà vui thì cũng có để chúc mừng, hoan hỷ, lúc mà khổ thì cũng san sẻ, không có bỏ mặc. Phải nói là đó là những cái người bạn rất là đáng quý ở trong cái cuộc đời này. Nếu mà chúng ta có được nhiều cái phước duyên thì chúng ta sẽ gặp được, và chúng ta phải biết trân trọng và nuôi dưỡng. Cái tình bạn cũng cần phải nuôi dưỡng thưa quý vị. Tình cảm cái gì cũng phải cần phải nuôi dưỡng, nó càng bị chai lì. Quý vị ở ngoài đời thì chúng ta có chồng vợ gia đình, và cái tình cảm chồng vợ gia đình con cái cũng cần phải có nuôi dưỡng mới có sự đầm ấm yêu thương, chứ không thôi thì mới đầu thì mặn nồng đầm ấm, nhưng mà cuối cùng thì cái sự phớt lờ không nuôi dưỡng nó trở thành nguội lạnh, chai lì, và có những cái mối tình, có những cái tình cảm khác mặn nồng đầm ấm hơn thì rất là nguy hiểm. Tịnh Đàn xin chia sẻ với đại chúng ở trong diễn đàn thông qua cái câu kệ ngôn 328 nói về một cái bài học cách hình phạt, cái cách dạy dỗ của Đức Phật đối với chư tăng, và cái tình bạn hữu ở trong cuộc đời này cũng như là trong bổn đạo. Thì mong rằng tất cả chúng ta ở trong sống trong cuộc đời này đều có được, tìm được và gặp được những cái người bạn hữu có thể chia sẻ ở trong cuộc sống, ở trong công việc vui buồn, và chia sẻ trong cái việc mà tu hành. Tu hành cũng cần phải có bạn bè, ăn cơm có canh, tu hành có bạn là như vậy. Tịnh Đài xin kết thúc cái bài chia sẻ ở đây. Kính chúc chư tăng và kính chúc toàn thể đạo tràng trên diễn đàn Pháp Cú Kinh Chuyên Đề có được nhiều cái sự an vui, lệ lạc ở trong cuộc sống, và đặc biệt Tịnh Đài xin nguyện cầu cái phước báo mà có được ở trong thời gian tu tập cũng như là trong cái bài chia sẻ hôm nay, xin dâng đến Ngài Hòa Thượng Tịnh Giác vừa mới mất. Mong Ngài ở cảnh giới nào cũng luôn được cái sự an vui và tiếp tục trên con đường học Pháp, hành Pháp và hoằng Pháp của Ngài. Chúng con xin thành kính thành lễ Ngài và xin kính chào toàn thể chư tăng và quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời cô MC Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thủ. Chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và bài học rất là hữu ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh đại đức Tịnh Đạt chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, vì thượng tọa minh hạnh đã rời rung. Và con kính dâng mít đính sư. Sapiti yo vivacchantu sabba rokho vinasatu ma te pavatantarayo sukhi dikhayuko bhava abhivadana silesa nicchang vutta paccayino chattaro dhamma vattanti ayuvanno sukhang phalang. Cảm bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp an vui, sức mạnh hằng thêm đến người,
là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo và các Phật tu hành tinh tấn, nhất là Phật trưởng lão. Sitiya chenagata se tamato se tamato se tamato idang phalang etasming ratanatayasmin sampasadana chetaso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Ya re wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta sot thin ka ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mát cha na qua cả cha biết ca vô sa ra mi ca đà na ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te a la mu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô ba ti ca ni ya ni căn tham ma qua rằng ba ti cha tề sắp về phi đục kha sa kha rộn tu sang kha nhân tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra chấp ga la sang khổ hồ tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hề rát khan tu sắc tham mô sappe pi dhamma carino uttim sampa puniya ma dhamma riya pa we di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lúc nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào lúc học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.